Hải Toàn xin nêu vài đề mục lưu ý khi xây nhà làm nhà hướng Đông Nam trong năm 2024. Chào các bạn trở lại. Xây nhà hướng Đông Nam trong năm 2024 nên lưu ý 3 việc này. 1. Thời gian động thổ khởi công. 2. Tuổi hợp làm nhà. 3. Cúng động thổ. Và có thể xem thêm tâm tánh của gia chủ. Có câu người phước ở đất phước người phước ở. Làm sao để mảnh đất của mình trở nên có phước? 2024 năm Giáp Thìn, theo cửu cung phi tinh, hướng tốt trong năm là hướng Đông và hướng Tây Nam. Hướng có hung tinh, hướng sao kém là hướng Đông Nam và hướng Tây. Tại Đông có nhất bạch hành thủy, tại Tây Nam có sao cửu tử đương lệnh. Đông Nam và Tây có hai sao hung tinh là nhị hắc và ngũ hoàng. Đông Nam trong năm 2024 vừa có hung tinh nhị hắc, vừa phạm thái tuế vì Đông Nam có ba sơn thìn tốn tỵ trùng với năm thìn. Đông Nam trong hai năm 2024 và 2025 là hướng phạm thái tuế, hạn chế động thổ. Nếu xét theo huyền không phi tinh, hướng Đông Nam trong vận chính có một quẻ vượng hướng, hai quẻ vượng sơn. Bài này Khải Toàn không đề cập thêm vì đã có chi tiết video và bài viết trên website. Từ năm 2024, thế giới bước vào vận chính. Cửu tử hữu bậc, hành hỏa, những ngành nghề hành hỏa có nhiều cơ hội phát triển. Mời các bạn xem thêm trong kênh hai video về các hướng nhà tốt trong vận chính. Khải Toàn xin nêu vài đề mục lưu ý khi xây nhà làm nhà hướng Đông Nam trong năm 2024. Cửu cung lưu niên 2024, Đông Nam và Tây có hai hung tinh là nhị hắc và ngũ hoàng, kiên kỵ động thổ. Tuy nhiên cần xét thêm những yếu tố khác, đừng vì hướng kỵ mà không làm. Phần quan trọng còn tùy vào phước đức nhân duyên của gia chủ. Nhị hắc hành thổ, sao kém chủ về bệnh tật, sau này nên tỉnh không nên động, vì vậy kiên kỵ động thổ tại hướng Đông Nam trong năm 2024. Nếu xét tuổi gia chủ không kỵ, giấy tờ pháp lý đã sẵn sàng, được thêm sự đồng thuận của những người trong nhà, có thể cân nhắc chọn ngày lành tháng tốt để động thổ. Trừ trường hợp hướng kỵ, tuổi kỵ, người trong nhà không thuận, có quá nhiều yếu tố bất lợi, chư vị nên cân nhắc lại. Chọn được mảnh đất tốt an cư. Hướng nhà là quan trọng nhưng không thể quan trọng bằng khu vực. Khu vực là quan trọng nhất. Kế đến là cách cục ngôi nhà, tiếp theo là chọn ngày lành động thổ và cúng kiến. Việc chọn ngày lành tháng tốt, nhiều người thường mắc phải tâm lý lo lắng, năm tuổi, năm hạn, xin chư vị đừng quá lo lắng. Mệnh của ai có phước, phước về điền trạch nhà cửa, tâm lại thiện, đủ duyên hợp lòng gia đình, hãy tiến hành. Nếu quá lo lắng không làm, chỉ tự mình làm khó thêm. Thời gian khởi công động thổ cho nhà hướng Đông Nam trong năm 2024. Chúng ta nên tránh những tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 9, tháng 11, tháng 12 âm lịch. Những tháng này có hung tinh theo phi tinh lưu nguyệt và phạm thái tuế. Những tháng tốt đối với nhà hướng Đông Nam có thể chọn tháng 1, tháng 5, tháng 6, tháng 10 âm lịch. Xét theo tuổi hợp trong năm 2024 Giáp Thìn, tuổi hợp ta có Thân, Tý hoặc Dần, Mão. Tuổi phạm thái tuế và xung khắc có tuổi Thìn và Tuất. Hại phá hình có Mão, Sửu, Thìn. Xét theo bát tự tứ trụ, mệnh thiếu mộc sinh mùa thu sẽ tốt. Những ai sinh mệnh ngày Tân hoặc Ất năm này sẽ có chính tài. Xét theo tuổi làm nhà trong năm 2024, nếu tuổi gia chủ kỵ, có mong muốn mượn tuổi người khác, mượn người khác để cúng giúp, chư vị nên nhờ người có tâm thiện lành, nhờ người có tâm lượng rộng lớn, đừng vì nhờ người tuổi hợp mà tâm lượng nhỏ, hoặc là mượn được thầy hay người hợp là ta nương vào từ trường lành của họ. Tuổi hợp hay tuổi kỵ chỉ mang một yếu tố nhỏ trong tổng thể. Sau khi xem xét thời gian và chọn được ngày tháng năm lành để động thổ và nhờ được người hợp tuổi hoặc là người lành tính, nếu tốt cả hai yếu tố trên, chư vị có nhiều cơ hội thuận lợi để khởi công. Việc cuối cùng là lưu tâm đến cúng kiến ngày động thổ và ngày nhập trạch.
Chi tiết cúng ngày động thổ và nhập trạch, mời xem chi tiết trên website Khải Toàn. Cúng kiến. Cúng là cung cấp dưỡng nuôi. Tùy đề mục cúng, chư vị nên tìm hiểu. Cúng gì, cúng cho ai, tâm khấn như thế nào. Tuy nhiên, tâm thành việc sẽ ứng. Cúng động thổ không chỉ khai báo với những vị cai quản mảnh đất, khai báo với thổ thần thổ địa nơi này, còn cả những vị khuất mặt khuất mài. Đồng thời trước ngày khởi công 3 ngày đến 1 tuần nên cúng một buổi cầu xin những sinh linh sống tại mảnh đất, mong họ dời đi, báo trước để họ dời đi. Khi động thổ ta sẽ vô tình sát hại bao sinh linh nơi ấy. Hành động này là khai báo với những chúng sinh nơi này. Ví như ta xây nhà, ta xin chính quyền. Xin chính quyền là phần dương, chư vị nên lưu tâm đến phần âm. Xính lễ cúng nên thuần chay, không nên sát sanh. Đừng vì tế lễ thần mà sát sanh, phước không thêm mà tội thêm sâu dày. Xính lễ cho người cõi bên kia là một chuyện, tâm chư vị thành kính là nhất nhất. Xính lễ không sát sanh, tâm chân thành là người cúng ít được nhiều, giúp cho buổi đầu tiên thêm thuận lợi. Việc còn lại vẫn do phước đức nhân duyên của mỗi người. Phước đức nhân duyên từ đời trước và trong quá khứ. Người biết tu sửa ba nghiệp thân miệng ý, tự tạo nhân lành, dù ở đâu cũng có thể chuyển hóa thành mảnh đất phước. Khải Toàn cảm ơn chư vị đã xem. Chúc chư vị tâm thân an lạc.